Đây là chiếc tủ lạnh Hitachi WXC74N, phím cảm ứng menu nha mọi người, rất là to khổng lồ luôn. Trên đây là ngăn mát nè mọi người, ngăn mát rất là to nha. Còn cái hộc dài dài này là cái hộc hút chân không á, để mình để thịt cá vào đó nấu ăn không cần rã đông, rất là tiện dụng. Còn cái ngay đây là cái ngăn đá rơi tự động nè, chỉ cần mình bỏ nước ở trên phía trên cái hộc trên là đá nó sẽ rớt từng viên vậy đó. Đây là cái ngăn đông nhỏ, cửa trợ lực cho mọi người, hai cái ngăn dưới cửa trợ lực. Đây là cái ngăn đông nè, đông có 3 tầng luôn. Còn ở dưới đây là cái ngăn rau, rất là rộng rãi thoải mái nha, dung tích tới 735 lít nên mọi người tha hồ để đồ luôn ha. Màu đen gương kính nha mọi người,